Vậy là hồi kết cho những chiếc xe xăng của VinFast đã đến. Trong thông báo mới nhất, hãng xe Việt VinFast sẽ dừng kinh doanh xe xăng kể từ ngày 15 tháng 7 sau khi những chiếc cuối cùng được khách Việt đặt mua. Đây là một thông báo vô cùng bất ngờ vì hãng dự tính thời điểm dừng sản xuất sẽ vào cuối năm nay. Nhưng sau chương trình khuyến mãi cuối cùng giảm giá 600 triệu với dòng xe Lux, số lượng xe còn lại đã được đặt mua hết. Vì vậy VinFast sẽ đóng dây chuyền sản xuất xe xăng vào khoảng cuối tháng 8 sau khi trả hết đơn hàng. Tạm thời không bàn tới vấn đề bảo dưỡng với những mẫu xe xăng đã khai tử sẽ diễn ra như thế nào, mà có một câu chuyện đáng chú ý sau đây. Đó là VinFast đang xuất hiện tình trạng bia kèm lạc tự phát khi nhiều khách hàng đặt cọc trong đợt khuyến mãi khủng áp dụng 3 voucher giảm giá 600 triệu vừa qua đã bị hoàn trả lại cọc. Nhưng nếu chấp nhận chi thêm 50 đến 70 triệu đồng, có thể sẽ nhận được xe. Đi kèm với đó là giá voucher lại đang tăng chóng mặt dù không có xe giao khách. Vậy câu chuyện này đang diễn ra như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Autotop VN tìm hiểu trong 10 phút tiếp theo và chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Như đã đề cập trong video trước, cuối tháng 6 vừa qua, VinFast cho áp dụng chính sách dùng 3 voucher trị giá 200 triệu đồng mỗi chiếc với khách hàng mua xe Lux, khiến giá xe giảm sâu đến 600 triệu đồng. Đối với khách hàng đã sở hữu 3 căn Vinhome thì không thành vấn đề. Còn những ai không có điều kiện tài chính khủng có thể mua lại mỗi voucher 200 triệu đồng này với giá khoảng 70 đến 80 triệu đồng. Nhờ vậy, người dùng chỉ phải chi khoảng 625 đến 680 triệu đồng là đã có thể lăn bánh được một chiếc Lux A2.0 bản tiêu chuẩn tại Hà Nội. Một mức giá siêu hấp dẫn nếu so với những mẫu sedan hạng B cùng tầm tiền như Toyota Vios hay Honda City. Nhưng do số lượng xe có hạn mà giá xe thì siêu tốt, nên lượng đặt mua xe VinFast Lux đã tăng chóng mặt. Và chỉ vài ngày sau khi tung ra khuyến mãi thì VinFast đã phải thông báo ngừng nhận đặt cọc xe đối với mọi hình thức. Đồng thời lượng linh kiện sản xuất của dòng xe Lux còn lại rất hạn chế, nên VinFast cũng sẽ dừng bán và dừng sản xuất dòng xe này sớm hơn dự tính. Tạm thời không bàn tới việc liệu VinFast có đảm bảo đủ lượng linh kiện bảo dưỡng những mẫu xe xăng theo thời hạn 10 năm hay không. Nhưng không ít khách hàng bức xúc vì họ là một trong những người đặt cọc sớm nhất khi bắt đầu tung ra chương trình khuyến mãi khủng vào ngày 29 tháng 6, nhưng đến nay đã bị hoàn trả lại cọc. Đây là phản ánh của một khách hàng ở Thái Nguyên sau khi nghe tin chương trình khuyến mãi khủng của VinFast đã quyết định bán chiếc xe đang sử dụng để đặt cọc mẫu Lux A bản Bay cùng lời hứa cam kết của sale là xe sẽ về trong tháng 7 này. Nhưng sau một thời gian thì bất ngờ nhận được thông báo hoàn trả lại cọc do không đủ số lượng xe giao khách. Đặc biệt khi phản ánh lên tổng đài thì chỉ nhận được cuộc điện thoại xin lỗi của sale mà không có phương án giải quyết hài hòa. Dù khách hàng chấp nhận đổi sang màu khác hoặc thêm tiền để lên bản cao cấp hơn cũng không thể đặt cọc được xe. Tuy nhiên theo phản ánh của một số người dùng khác trong bài đăng này, nếu liên hệ trực tiếp với sale để mua lại suất cọc với mức giá chênh từ 50 đến 90 triệu đồng tùy phiên bản thì sẽ mua được xe theo giá khuyến mãi. Nếu đúng như phản ánh này thì đây là tình trạng bia kèm lạc, chẳng khác gì hãng xe nào đó mà tôi không tiện nêu tên. Không chỉ riêng vì khách hàng ở Thái Nguyên, mà đây là tình trạng chung của nhiều khách hàng khác cùng đặt cọc vào khoảng thời gian ngày 29 và 30 tháng 6 khi bắt đầu tung ra chương trình khuyến mãi, nhưng cũng bị hoàn cọc với lý do tương tự. Thậm chí có bác còn chia sẻ, phải có người quen trong hãng thì may ra mới có cơ hội đặt được xe. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Theo tìm hiểu của Autotop VN, trong thông báo của chương trình khuyến mãi áp dụng 3 voucher, hãng xe Việt đã đính chính rằng đợt khuyến mãi này nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng đã đặt mua xe trong tháng 5 nhưng chưa kịp giao xe sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đã hết hạn vào cuối tháng 5. Vì vậy, số lượng xe cho đợt khuyến mãi này sẽ được ưu tiên chủ yếu cho khách hàng đặt mua xe trong tháng 5, nên số xe còn lại để dành cho khách hàng mới cũng không còn nhiều. Nhưng có thể cả sale và đại lý đã không nắm bắt kịp tình hình sản xuất của hãng nên xảy ra tình trạng ồ ạt nhận đặt cọc của khách, dẫn tới những hợp đồng ảo và phải hoàn trả lại cọc, gây bức xúc cho khách hàng. Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên báo Tuổi Trẻ, vào vai một khách hàng có nhu cầu mua xe VinFast, khi liên hệ với tư vấn bán hàng của VinFast sau thông báo dừng đặt cọc xe, thì lại được chào bán suất đặt cọc với giá từ 30 đến 50 triệu đồng. Người này nói, đại lý đã dừng đặt xe theo thông báo từ nhà máy, tuy nhiên nếu anh thật sự thích, có thể mua lại suất của người khác với khoản tiền chênh lệch 50 triệu đồng. Em có suất đặt cọc của người thân muốn nhượng lại, anh chuyển khoản trước 100 triệu đồng, phần thủ tục còn lại em sẽ thực hiện. Vậy những suất cọc này có phải là của những khách hàng đã đặt cọc trước đó?
nay được mua bán lại để kiếm lời hay không. Nhiều người đã đưa ra giả thuyết, ngoại trừ số xe trả cho khách tháng 5 thì số lượng xe còn lại đã bị chính các sale của đại lý đứng ra đặt cọc sớm trong đợt khuyến mãi này. Chỉ một số ít người may mắn hoặc nhờ quen biết mới có thể đặt cọc được giao xe theo đúng chương trình khuyến mại. Những xe đã bị sale cọc cũng chính là những xe đã bị hoàn trả cọc của khách hàng đặt mua sớm trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7. Những suất cọc này sau đó được chính các sale chào bán lại nhằm ăn tiền chênh lệch như theo điều tra của báo Tuổi Trẻ. Số cọc khác thì đang được giao bán trên thị trường bởi những người mua trước nhưng không có nhu cầu sử dụng với mức chênh còn cao hơn từ 70 đến 90 triệu đồng. Dù cho thông tin này chưa được kiểm chứng rõ ràng nhưng nếu đúng là sự thật thì đây là kẽ hở mà VinFast đang chưa kiểm soát tốt gây bức xúc cho khách hàng. Vậy các bạn, ai đã đặt cọc cho đợt khuyến mãi vừa rồi và bị hoàn cọc? Xin mời hãy chia sẻ thông tin cho mọi người cùng theo dõi. Việc VinFast dừng bán xe xăng và hoàn trả lại cọc vô tình cũng đang khiến cho hai nhóm người tiêu dùng. Một là những khách hàng đã mua voucher để chờ ghép xe sớm, và hai là những người kinh doanh bằng việc buôn bán voucher rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười. Như trong video trước, chúng tôi đã đề cập, ngay khi VinFast tung ra đợt khuyến mại áp dụng 3 voucher, giá mua bán của loại voucher mệnh giá 200 triệu trên thị trường chợ đen cũng tăng theo. Khi trước loại voucher này được mua với mức giá từ 50 đến 60 triệu hoặc thấp hơn, thì hiện đang được giao bán ở mức khoảng hơn 90 triệu đồng. Nhiều khách hàng đã vội vàng mua voucher sớm ở thời điểm khoảng 75 triệu đồng để tránh tăng giá. Nay bị hoàn lại cọc thì rơi vào cảnh voucher mua về làm móc treo chìa khóa. Còn hội những người buôn voucher thì lại đua nhau thổi giá để cố gắng thu hồi lại vốn, dù rằng chẳng có xe giao cho khách. Theo tìm hiểu của AutoTopVN, các hội nhóm buôn bán voucher VinFast những ngày qua đang vô cùng nóng bỏng kể từ sau thông báo dừng nhận đặt cọc xe Lux. Dù không có xe để giao khách, nhưng giá của loại voucher 200 triệu áp dụng cho Lux A2.0 đã tăng đến 120 triệu đồng là mức tối đa. Nếu ai dám mua voucher vào thời điểm này thì chỉ có hai trường hợp. Một là những khách hàng chuẩn bị nhận xe theo đúng hợp đồng, và hai là giới dân buôn đang tự thổi giá cho nhau. Một người theo dõi thị trường voucher lâu năm cho biết, thực tế nhu cầu của người dùng không nhiều đến mức sốt giá, chủ yếu dân buôn tự thực hiện chiêu trò để đẩy giá. Lượng xe bán ra theo chương trình mới không nhiều, trong khi số voucher trên thị trường lại còn khá nhiều. Nếu không bán nhanh thì những người buôn voucher khó có thể thu hồi lại vốn. Và hiện nay VinFast đã dừng nhận đặt cọc và hoàn trả lại cọc một số lượng lớn, cho nên để tránh lỗ vốn, giới cò buôn phải tự đẩy giá lên cao để bù lại. Nhưng đáng tiếc hơn là những người vội vàng ôm voucher sớm để chờ ghép xe nay bị hoàn cọc, bất đắc dĩ cũng phải trở thành cò buôn voucher, vì nếu không những chiếc voucher này sẽ trở thành móc treo chìa khóa. Đồng thời, ngay khi VinFast tung ra khuyến mãi, đã có rất nhiều cảnh báo về việc không nên mua voucher sớm, mà chỉ nên mua voucher khi đã có thông báo nhận xe từ phía hãng, vì khả năng cao là sẽ bị hủy cọc và xe sẽ dừng sản xuất. Nhưng một số người vẫn rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười. Và vừa rồi là phần 2 về những phản ánh trái chiều đối với chương trình khuyến mãi vừa qua của VinFast và thông báo dừng sản xuất xe xăng. Mong rằng thông tin của chúng tôi sẽ trở nên hữu ích với các bạn. Và đừng ngại ngần để lại bình luận, like và subscribe để ủng hộ kênh AutoTopVN trong thời gian tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.